sau mấy vòng tham quan các địa điểm ở Bà Nà Hill, đến trưa tôi cũng có tham quan ăn buffet tại nhà hàng Buffet Club. Các nhà hàng buffet tại Bà Nà Hill được đánh giá cao bởi thực đơn vô cùng chất lượng, đa dạng với những món ăn Á, Âu đặc sắc. Đặc biệt nhà hàng Buffet Club là khu ẩm thực với ba nhà hàng Hoa Sen, Hoa Lan và Hoa Hồng, tổng diện tích 4 tầng với công suất phục vụ lên đến 2.000 khách. Hệ thống tiệc buffet đa dạng, đậm đà bản sắc ẩm thực Việt Nam. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những đoàn khách có số lượng đông người với nhiều khẩu vị khác nhau. Pháp Bà Nà Hill nằm trong quần thể khu du lịch Bà Nà trên đỉnh ngọn núi Chúa, ngọn núi cao nhất của dãy Trường Sơn thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25 cây số về phía tây nam. Đến với Bà Nà Hill, các bạn sẽ có cơ hội được tham quan và trải nghiệm những công trình độc đáo có 102. Một trong những công trình được du khách yêu thích nhất khi đến Bà Nà Hill là làng Pháp. Nó thể hiện một nước Pháp cổ kính và lãng mạn với những công trình kiến trúc cổ điển độc đáo. Đến với ngôi làng Pháp, các bạn sẽ được trải nghiệm một nước Pháp đầy lãng mạn và cổ điển với giống phong cách từ thế kỷ 20, với những công trình kiến trúc độc đáo như hàng loạt lâu đài lãng mạn, quảng trường, khách sạn, làng mạc, thị trấn. Ngoài ra, tại ngôi làng Pháp còn sở hữu nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại như bể bơi khép kín, hệ thống spa đẳng cấp, phòng hội nghị, khu vực mua sắm, cà phê, quán bar, chương trình giải trí dành cho trẻ em và người lớn. Đặc biệt nếu đến Bà Nà về đêm, các bạn như được lạc vào thế giới cổ tích với những lâu đài kiêu kỳ ẩn hiện trong ánh đèn vàng huyền ảo. Hệ thống chiếu sáng tại làng Pháp được thiết kế bởi Concerto, một trong những công ty thiết kế chiếu sáng nổi tiếng của Pháp.
từng thiết kế du sáng cho công trình nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp. Làng Pháp được thiết kế trên những nét phác thảo trong ghi chép của nhà truyền giáo Pignot de Bihen, người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến Bà Nà, ghi lại cuộc hành trình xuyên nước Pháp đầy thú vị của ông. Làng Pháp là bức tranh thu nhỏ của nước Pháp thời Trung Cổ, được khôi phục lại từ những thị trấn làng mạc khác nhau trong các nước Pháp mà Pignot từng đi qua. Với diện tích 45.300 m², làng Pháp được chia thành 7 khu vực khác nhau, gồm ngôi làng của xứ Bretagne, được biệt danh đẹp nhất nước Pháp. Ngôi làng nguyên sơ nhất thời Trung Cổ ở Pháp là công sét Avignon, khu vực lâu đài Château de Senonceau, thánh đường Saint-Denis, ngôi làng Apemont-sur-Allier. Thank you.
vòng quanh làng Pháp Bà Nà. Mỗi phần công trình là từng phần kiến trúc khác nhau của từng thời điểm, từng phong cách của thế kỷ 12, 13, 14. Nhưng khi những chi tiết đó được kết nối lại với nhau thành một câu chuyện hoàn hảo về chuyến du hành mang dấu ấn đậm đà của nền văn hóa và kiến trúc nước Pháp. Làng Pháp Bà Nà Hill là một trong những địa điểm được yêu thích nhất của du khách mỗi khi đặt chân đến du lịch Bà Nà. Một ngôi làng với kiểu kiến trúc gô tích cổ đặc biệt, được bao bọc bởi những áng mây trắng bồng bềnh, khiến cho du khách lầm tưởng như là đang lạc thiên đường cổ tích, một không gian đậm chất châu Âu. Đến đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng với những công trình độc đáo, thỏa sức chụp ảnh, sống ảo, mà còn trải nghiệm nhiều cảm xúc đáng nhớ khác nhau. Giới thiệu tổng quan về làng Pháp Bà Nà Hill là một khu du lịch hàng đầu không chỉ riêng gì Đà Nẵng mà còn nổi tiếng khắp cả nước. Kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động năm 2015 đến nay, địa danh này vẫn luôn nằm trong top những điểm du lịch có lượng khách ghé thăm đông nhất Việt Nam. Với sự ra đời của làng Pháp, các bạn không chỉ cần phải đến tận châu Âu xa xôi để chiêm ngắm những mái vòng cong của các thánh đường hay lâu đài tráng lệ. Các bạn chỉ cần đến với khu làng Pháp trên đỉnh Bà Nà cũng đủ để cảm nhận một vẻ đẹp đậm chất châu Âu giữa lòng Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ. Thân ái chào tạm biệt, trân trọng.